Những tin tức và câu chuyện đáng chú ý của cà phê trưa ngày hôm nay. Hà Lâm gây tranh cãi vì khen ngợi Jack trên livestream. Selena Gomez lột xác trong siêu phẩm truyền hình trinh thám. Tranh cãi về nhan sắc tân hoa hậu trái đất Ireland. Câu chuyện showbiz, trò chuyện cùng hot tiktoker DJ Kizian. Khép lại một đêm nhạc đầy cảm xúc và chính thức kết thúc chuỗi chương trình thành phố 18 giờ. Mới đây, netizen đã phát hiện thông tin trên Wikipedia của Chibu bất ngờ bị sửa đổi phần nghệ danh. Lúc đầu, nghệ danh của Chibu trên trang web này trùng khớp với tên gọi hiện tại. Tuy nhiên, hiện đã bị sửa thành một cái tên kém duyên, thô tục khiến cho netizen không khỏi thắc mắc. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dẫu biết Wikipedia có thể dễ dàng tùy ý chỉnh sửa, nhưng thông thường khi có một sự vụ scandal gì đó thì nghệ sĩ mới bị anti-fan tổng tấn công đến mức chỉnh sửa lại kênh thông tin cơ bản như thế này. Còn hiện tại có thể thấy Chibu đang rơi vào tình huống ngồi không cũng dính đạn. Được biết Chibu không phải là nghệ sĩ đầu tiên gặp phải trường hợp khó hiểu này. Trước đó Phi Nhung, Jack cũng là sau việc bị Wikipedia đổi thông tin theo chiều hướng tiêu cực, có phần nhạy cảm. Wikipedia là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ được sáng lập và duy trì bởi cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng Wiki. Đây được coi là tài liệu tham khảo phổ biến nhất Internet. Tuy nhiên, Wikipedia bị chỉ trích về độ chính xác vì ai cũng có thể viết trang mới hoặc chỉnh sửa đổi thông tin đang có, trừ những bài viết có chủ đề nhạy cảm. Người đăng ký trên Wikipedia có thể sửa đổi phần thông tin sẽ được lưu lại ngay lập tức. Lợi dụng điều này, những cư dân mạng kém duyên có thể dễ dàng thay đổi thông tin của các nghệ sĩ sang chiều hướng tiêu cực. Hành động này rất đáng lên án. Hoài Lâm gây tranh cãi vì khen ngợi Jack trên livestream. Thời gian gần đây, Hoài Lâm hoạt động tích cực trên một ứng dụng giải trí. Trong livestream gần đây nhất, Hoài Lâm đã gây chú ý khi nhận xét về Jack. Khi fan hỏi về trường hợp Jack bị tẩy chay, Hoài Lâm nói, Jack như thế nào thì Jack vẫn sáng tác hay, Jack hát hay, tư duy Jack tốt. Ai cũng phạm sai lầm cả, mình chỉ công nhận tài năng thôi, còn cái đức thì mình quay đầu lại. Không sao cả, không có gì hết. Chưa bàn chuyện đúng sai, chia sẻ của Hoài Lâm được nhận định là nhạy cảm trong thời điểm hiện tại. Đầu tháng 8 vừa qua, sự việc ca sĩ Jack bị tố bạc tình với bạn gái cũ, thiếu trách nhiệm với con, ngoại tình với nhiều cô gái khi bạn gái cũ mang bầu gây xôn xao showbiz Việt. Sau đó, nam ca sĩ đã viết thư xin lỗi nhưng khán giả cho rằng nội dung trong thư này chưa thỏa đáng. Vụ việc chỉ vừa lắng xuống nhưng khán giả vẫn tức giận về bê bối đời tư của Jack. Ca sĩ không xuất hiện trong chuyến ghi hình chương trình Running Man Việt Nam tại Hàn Quốc được dư luận theo dõi sát sao. Do đó, việc Hoài Lâm nhận xét về Jack trong lúc này là khá nhạy cảm, không được nhiều khán giả đồng tình. Trên các diễn đàn mạng, phần lớn bình luận của người dùng mạng là phản đối ý kiến của Hoài Lâm. Một số người dùng mạng còn quá khích đã đào bới ồn ào đời tư của Hoài Lâm để công kích ca sĩ này. Bên cạnh đó, sự nghiệp thất thường của Hoài Lâm cũng là đề tài được dư luận quan tâm. Kể từ ngày rời xa showbiz, Hoài Lâm hoạt động âm nhạc theo bản năng. Anh có những ca khúc trở thành hit như Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi kết hợp với Nguyễn Minh Cường hay Cô Đơn Trong Nhà Mình kết hợp với Nguyễn Văn Trung. Tuy nhiên, vài sản phẩm Hoài Lâm kết hợp cùng bạn bè như anh cứ ngỡ người đến sau sẽ cho người tất cả hay phải bắt đầu từ đâu đều bị khán giả chê là phung phí giọng hát. Selena Gomez lột xác trong siêu phẩm truyền hình trinh thám. Bộ phim Only Murder in Building mới ra mắt với sự góp mặt của Selena Gomez được đánh giá là tác phẩm truyền hình đáng xem và đặc sắc nhất của năm 2021. Only Murder in the Building, án mạng trong tòa nhà, chính thức phát sóng vào cuối tháng 8 vừa rồi và khiến khán giả yêu điện ảnh thích thú và bất ngờ. Only Murder in the Building có sự góp mặt của Selena Gomez, Steve Martin, Martin Scott và thuộc thể loại hài trinh thám. Phim được cả giới chuyên môn lẫn khán giả đều yêu thích. Hiện tại trên trang đánh giá các tác phẩm điện ảnh của Rotten Tomatoes, Only Murders in the Building đã xuất sắc đạt 100% điểm từ giới chuyên môn lẫn khán giả truyền hình. Đây được xem là một thành tích hiếm thấy trên cả mảng phim và truyền hình và điện ảnh. Đưa loạt phim trinh thám này trở thành một kiệt tác truyền hình năm 2021. Phần lớn khán giả đều khen ngợi Only Murders in the Building là một bộ phim đáng xem, vừa có tính giải trí và vừa có yếu tố ly kỳ hấp dẫn. Đáng nói hơn cả, sự xuất hiện và thể hiện của công chúa Disney Selena Gomez khiến khán giả bất ngờ. Phong cách diễn xuất và tạo hình của Selena Gomez trong phim khiến nhiều người thích thú. Cô không quá lạ lẫm với các phim truyền hình dài tập, cô xuất phát điểm là một diễn viên nhí của lò đào tạo tài năng Disney. Tuy nhiên, những vai diễn trong quá khứ của Selena chỉ loanh quanh ở dạng vai ngọt ngào, trong trẻo, lý lắc của tuổi mới lớn. Trong Only Murders in the Building, Selena Gomez bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Nữ diễn viên đang được đánh giá cao bởi diễn xuất hấp dẫn, hoàn toàn khác biệt và trưởng thành so với những sự thể hiện trong quá khứ. Tranh cãi về nhan sắc tân hoa hậu trái đất Ireland, nữ tiếp viên hàng không, người mẫu 27 tuổi Bráinne O'Connell vừa đăng quang hoa hậu trái đất Ireland năm 2021 trong đêm chung kết diễn ra vào 28 tháng 8.
cô sẽ là đại diện cho Ireland tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2021. Sau khi Bronwyn O'Connell giành vương miện người mẫu 9X nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân. Bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng bình luận và tranh cãi về nhan sắc của tân Hoa hậu Trái đất Ireland. Bronwyn O'Connell là tiếp viên hàng không từ năm 2017. Trước đó cô đã có nhiều năm làm người mẫu. Bronwyn O'Connell đăng quang Hoa hậu Dublin của Ireland vào năm 2019. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Hoa hậu Dublin, cô tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, giúp đỡ những người vô gia cư và những người bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Trái đất Ireland, Bronwyn O'Connell cho biết: "Tôi tham gia cuộc thi này vì tôi quan tâm đến trái đất. Tôi cảm thấy cuộc thi là một cách tuyệt vời để nói lên sự quan tâm của bạn và bạn cũng thực sự được lắng nghe. Cuộc thi tập trung vào vấn đề môi trường và làm thế nào để trái đất chúng ta có thể bền vững hơn. Tôi muốn trở thành một phần của cuộc thi Hoa hậu Trái đất bởi vì tôi có mối quan tâm lớn đối với sinh vật biển và những vấn đề mà chúng ta gây ra cho các bãi biển. Thật vinh dự khi được đại diện cho Ireland tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất diễn ra ở Philippines vào năm nay. Tôi sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu mà tôi đã đề ra." Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin nhanh Showbiz. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Showbiz. Xin chào quý vị khán giả đã đến với câu chuyện Showbiz. Và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đó chính là DJ Dancer Kazian. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Vũ Khánh An, sinh năm 1999. Tên DJ là Kazian. Wow, chị thấy rất là có một cái phong thái của một DJ rất là ngầu, rất là cool chất luôn á nha. Hiện tại em đang ở đâu và em đang làm công việc đó ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm một công việc đó là DJ thôi. Tại vì em làm DJ là em không có thời gian để đi nhảy nữa, cho nên là em gác việc làm dancer lại một bên. Là em phát triển DJ thôi và em cũng làm những quán ở trên Sài Gòn ạ. Công việc của em trước khi dịch á, cái cường độ nó có nhiều không? Em có đi làm mỗi ngày luôn không? Trước khi dịch thì ngày nào cũng đi làm, mà một ngày em có khi em làm 3 ca từ 8 giờ rưỡi cho đến 3 giờ sáng luôn. Kiểu như nó chia ra từng ca nên là em dồn vô làm. Có thời gian thì mình sẽ đi làm, với lại cũng có nhiều quán nên là mình cứ đâm đầu vô làm thôi. Nhà em đang ở đâu? Dạ thì nhà em là gốc là ở thành phố Biên Hòa. Nên là khi em lên Sài Gòn thì em cũng phải thuê nhà để ở đó để đi làm. Hiện tại bây giờ em đang ở trên Sài Gòn luôn hay là em đã về nhà với ba mẹ rồi? Dạ, em đã về nhà với ba mẹ rồi. Khi mà cái thời gian dịch này á, thì em đang ở nhà nè, em đang được có nhiều thời gian hơn ở bên gia đình. Thì em có cảm xúc như thế nào? Đối với em thì được trở về nhà là một điều rất là thoải mái. Mình không cần phải lo nghĩ hôm nay phải ăn gì hay tự mình phải đi làm, chạy xe một mình này nọ. Ở nhà được tự bao bọc của ba mẹ thì nó vẫn thích hơn. Vậy thì cái cảm giác của em như thế nào khi mà phải xa Sài Gòn? Đối với em thì khi mà em đi làm ở trên ba bước, nhịp sống lúc nào nó cũng sôi động. Nhưng mà khi mà mình về nhà thì nó hơi lắng lại một xíu nên là cũng có chút hụt hẫng. Nhưng mà em cũng nghĩ đơn giản thôi, coi như là thôi cho mình thời gian để nghỉ ngơi thôi. Một cô gái đã quen với cái nhịp nhộn nhịp của Sài Gòn, phố lên đèn rồi. Khi mà quay trở về dưới quê thì không biết là cái thời gian của em và cái một ngày của em nó sẽ diễn ra như thế nào? Một ngày của em nó sẽ có nhiều thời gian hơn, cho nên là em bắt đầu kiểu làm đẹp cho bản thân bằng cách là tập yoga. Sáng dậy thì em sẽ tập yoga và uống một ly chanh mật ong, xong rồi ăn uống, xong rồi nghỉ ngơi, coi phim. Xong rồi đến chiều tầm 3-4 giờ em sẽ bắt đầu tập thể dục, rồi lại nghỉ ngơi, rồi lại coi phim, rồi lại đi ngủ. Chị thôi. Ở trên Sài Gòn được bao nhiêu lâu rồi? Em cũng ở được 2 năm. 2 năm. Khi mà em quyết định lên Sài Gòn để theo đuổi cái đam mê của mình. Vậy là trong 2 năm đó em có về nhà với ba mẹ không? Dạ có, em luôn cố gắng một tuần trích ra một ngày rảnh, kiểu như ọp hết một ngày đó để đi về nhà, xong rồi lại lên lại. Nói chung một tuần cũng phải về ít nhất một ngày. Bây giờ nè, là cái dịch rồi nè, là em sẽ hoàn toàn là em về ở nhà với ba mẹ luôn. Vậy thì theo như em thấy thì cảm xúc của ba mẹ như thế nào khi mà con gái yêu của mình về nhà với mình rồi? Ba mẹ em cũng khá là vui nhưng mà kiểu cũng hơi lo là nó đang sống trên Sài Gòn, đang vui, đang làm việc nhiều vậy mà giờ về nhà chỉ có
mất đi cái nguồn thu nhập, mất đi cái công việc thì kiểu cũng lo vậy thôi, nhưng mà thấy vui nhiều hơn. Bây giờ nói về cái dịch bệnh ở cái khu vực của em nha, ở Biên Hòa, ở dưới dạo này có ổn hay không em? Dưới này cũng cách ly khá là gắt luôn chị, nên là em thấy nó khá là căng. Em thấy kiểu xung quanh mình, thấy bạn bè mình cũng có nhiều người, có người thân mất, nên là mình rất là sợ, nên là ý thức ở nhà. Khi mà dịch bệnh diễn ra như vậy thì những công việc của em chắc chắn là phải bị đình trệ hết, không có cái nào sẽ hoạt động được nữa. Thì em chỉ có một cái công việc đó thôi hay là em còn làm việc những khác không? Dạ hiện tại thì nguồn thu nhập của em nó cũng nói chung là nó đã dừng lại rồi, cho nên dừng lại là cũng không có kiếm được tiền từ công việc chính của mình. Nhưng mà em cũng có những cái công việc lặt vặt như là PR ở trên TikTok, nó không nhiều đâu nhưng mà nó cũng có mà hơn không. Cũng được, nghĩa là dịch này á nhiều người còn không có việc làm. Rồi bây giờ về Biên Hòa là làm sao mà có thể liên hệ với bạn bè? Thì tụi em cũng có những cái group nói chuyện ở trong trên Facebook đó, nên là cũng hay call call video và nói chuyện, nên là cũng không có nhàm chán lắm, kiểu cũng còn nói chuyện được với bạn bè. Nói chuyện không hoặc là nhắn tin không thì nó cũng rất là nhàm chán. Vậy thì bây giờ phải có cái cách nào đó để mình tự warm up, mình tự khơi động mình lên đúng không? Dạ thì em cũng lâu lâu cũng hay bật nhạc tự nhảy ở nhà Tự tự nhảy chém. hả? Em tập nhảy từ khi còn ở lớp 7, em rất là đam mê về nghệ thuật nhảy nhóm rồi âm nhạc. Vậy là em có những cái clip ở trên mạng để show up cho mọi người rằng em là một dancer không? Dạ có, em cũng lâu lâu em cũng tự quay xong tự Mà post đúng trên không? TikTok. Hết dịch thì em có ý định đầu tư vào TikTok không? Để trở thành một TikToker làm về âm nhạc, chị nghĩ cái đó cũng hay á. Dạ em cũng đang suy nghĩ về post những cái clip mà mình đánh đi chay lên TikTok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà chị vẫn rất là thắc mắc. Em có thể show up ra khả năng của mình cho chị cũng như là quý vị khán giả xem được một chút xíu được không ạ? Em sẽ nhảy cho mọi người coi, Wow! vì hiện tại thì em cũng khá thích một bài nhạc của một nhóm Hàn Quốc, của nhóm BTS. Họ họ mang một cái thông điệp khá là hay ho về cái tình hình dịch bệnh hiện nay, cho nên là em khá là thích cái động tác. Nếu mà được thì em sẽ nhảy đúng không? Vì không biết là em có thể chỉ cho chị với được không? Dạ ok, em sẽ chỉ vậy, chị dập tập trung với em nha. Động tác này cũng không cần phải đứng lên đâu, rồi đơn giản một câu thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi động tác tiếp theo là này, Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8, đơn giản vậy thôi. Ok, Rồi rồi bây giờ mình làm nhanh vậy luôn hả? 1, 3 2. 4 5 6 7 8. Tính ra thì là Khánh Nguyên đã thể hiện rồi, bây giờ tới Kasian, em thử thể hiện một chút xíu thêm một đoạn nữa cái điệu nhảy mà em thích được sao? Vừa rồi là phần trình diễn của DJ Kasian và anh có một bài nhảy rất là xuất sắc. Câu hỏi tiếp theo mà chị muốn hỏi với Kasian đó chính là những câu chuyện mà em có thể trải qua trong cái mùa dịch này rồi á, thì có cái nào để lại ấn tượng với em không? Dạ có, rất là nhiều câu chuyện từ những người đồng nghiệp thì chay chung với em luôn. Họ cũng là những người mà không phải là dân của là người của Sài Gòn, cho nên là họ là người ở Hà Nội cũng chuyển vào Sài Gòn để sinh sống và làm việc. Thì cái đợt dịch này khiến họ gặp khó khăn trong việc tiền nhà, tiền sinh sống ở trên Sài Gòn, cho nên là đồng nghiệp của em anh ấy chuyển về Hà Nội luôn, giống như là tạm biệt Sài Gòn luôn, tạm gác lại cái đam mê của mình luôn, không còn sức để mà trang trải cái cuộc sống của mình nữa, là anh ấy đã dọn vào Hà Nội luôn và
cái điều đó khiến em cũng khá là buồn, và làm cho mọi người trong quán kiểu như là một gia đình với nhau rồi mà nấy lại chuyển đi vì cái đợt dịch này, cũng thấy khá là buồn và kiểu cũng thất vọng một xíu. Nhưng mà nó cũng là một tín hiệu tốt để cho anh ấy ra ngoài đó có thể tránh dịch và có thể tự trang trải được ở ngoài đó hơn là ở trên Sài Gòn. Là anh đó đã về Hà Nội để đoàn tụ với gia đình hay là anh đó cũng về đó một mình? Dạ, anh đó về đoàn tụ với gia đình. Vậy thì đó là một cái tín hiệu rất là tốt, một cái điều rất là tốt, bởi vì trong mùa dịch này á, thật sự thì không phải ai cũng có thể làm được những điều mà mình muốn và kiếm được tiền giống như em. Thì anh đó có thể về được với gia đình thì cái điều đó là một điều rất là tốt, nên là gọi là may mắn ở trong cái mùa dịch này. Vậy thì cái điều tích cực đối với em hiện tại là gì? Điều tích cực thì em nhận thấy là trong em là nhiều, tại vì em đã bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Mình sắp xếp cái thời gian biểu của mình một ngày nó rõ ràng hơn, với lại ăn uống cũng chú ý hơn một chút, cho nên em cảm thấy em tốt hơn tốt hơn trước. Trời ơi, cái này là một cái điều đáng mừng ở trong cái mùa dịch này đó nha. Mà không phải ai có thể làm được giống như em đâu. Giống như là gọi là tinh thần không đủ á, gọi là không đủ mạnh á để có thể về nhà xong rồi trời ơi, buồn quá, bây giờ tôi làm cái gì giờ? Tôi cứ ăn ngủ rồi tôi không chịu tập thể dục, tôi không làm gì cho tinh thần tôi thoải mái, cái xong rồi họ kiểu như là sẽ bị bế tắc dần dần trong cái mùa dịch này vậy á. Vậy thì em có thể gửi tới ảnh một cái lời để động viên ảnh trong cái mùa dịch này không? Bởi vì chị được biết là ngoài Hà Nội họ cũng rất là căng thẳng chứ. Em chúc anh giữ gìn, nói chung là phải giữ gìn sức khỏe là cái trên hết, giữ gìn sức khỏe. Nếu có dịp nào đó thì anh hãy bay vào Sài Gòn để tụ tập lại với mọi người ở trong quán. Người anh DJ ở ngoài Hà Nội của KZN ơi, nếu như anh có đang nghe coi chương trình này hoặc là bạn bè của anh có thể coi được chương trình này thì hãy nhắn cho anh ấy một câu rằng là cô bé của chúng tôi đang rất là nhớ anh, và không phải cô bé không mà là những người đồng nghiệp ở quán cũng đang rất là nhớ anh. Thì khi mà có điều kiện hoặc là hết dịch thì anh hãy quay trở lại nha. Có cái điều gì mà hiện tại tới bây giờ mà em vẫn còn nhớ nè, hoặc là vẫn còn day dứt và vẫn còn là nhớ lắm 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 luôn á, cái việc đó khi mà ở Sài Gòn không? Dạ chắc là em nhớ cái cảm giác mà tầm tối tối mọi người chuẩn bị lên đồ để đi quẩy cũng thích cái không khí mà được mọi người kiểu hú hét này nọ. Em đứng làm người làm nghệ thuật mà đứng trên sân khấu mà đem lại cái sự phấn khích, cái sự vui vẻ cho khách ở dưới, đối với em đó là chuyện rất là vui. Em có những cái dự định gì sau khi hết dịch em phải lên Sài Gòn em phải làm việc gì chưa? Dạ, điều đầu tiên là em sẽ rủ bạn bè đi chà dâu Hết dịch mình đi Đà Lạt. có dư thời gian, nhiều thời gian thì em sẽ đi du lịch Đà Lạt. Sài Gòn lập nghiệp và sống khoảng tầm khoảng 2 năm, cũng tính ra là cũng khá là sớm, thì tầm khoảng 18 20 tuổi đúng không? Thì cái đoạn thời gian đó là đoạn thời gian đẹp nhất của một người cô gái. Thì em có một cái cảm nhận nào về Sài Gòn khi mà em lên Sài Gòn vào cái độ tuổi thanh xuân rồi đẹp nhất của mình như vậy? Dạ, đối với em thì ngay từ nhỏ em đã thích những thứ gì đó nó sôi động rồi, cái thứ gì đó nhộn nhịp, cho nên là khi mà em lên Sài Gòn thì em cũng thích nghi khá là nhanh, em cũng thích cái lối nhịp sống mà sôi động như vậy. Em thích Sài Gòn kiểu nhộn nhịp như trước kiểu Em có thích Sài Gòn kẹt xe không? vậy. Dạ, chờ xe là Xe. Chị thấy có nhiều bạn trẻ ở trên Facebook bây giờ hả, các bạn cứ than trời ơi, nhớ những cái ngày kẹt xe quá, rồi muốn được kẹt xe một lần. Em đã có những cái niệm là những cái điều đáng nhớ ở Sài Gòn, vậy thì có thể kể cho chị một cái kỷ niệm vui, một cái kỷ niệm buồn ở Sài Gòn được không, mà em đã từng trải qua? những ngày mà em đi làm ở Sài Gòn mà được khách hưởng ứng thì em thấy vui, nhưng mà cũng sẽ có những hôm mà em đi làm sẽ gặp những cái khách mà họ kiểu như họ không có nghe được nhạc của mình, họ không có cảm được cái nhạc của mình, họ bắt đầu khó chịu với mình, kiểu kiểu không có vui á, nên là em
cảm thấy mình bị đau mút xuống. Vậy là em sẽ phải cảm nhận được là tâm trạng của mọi người xung quanh như thế nào nữa hả? Dạ đúng, em phải nhìn tâm trạng của mọi người xung quanh như thế nào. Kiểu mình phải hiểu được tâm trạng của người ta, bắt đầu mình sẽ làm cho người ta vui hơn. Nhưng mà nếu như mà khi mà mình làm không được điều đó, mình sẽ thấy áy náy. Thì cái công việc của em ở trong một cái môi trường mà hoạt động về đêm như vậy á, thì nó có nhiều khó khăn gì không? Đối với em thì đó giờ DJ nữ ở Việt Nam có rất là nhiều định kiến. Em lại muốn là người xóa bỏ cái định kiến đó. Không phải DJ nữ là một người hở hang, sexy hay gì hết. Em cảm thấy không có cần thiết. Em chỉ nhắm tới mục tiêu là DJ là người mang âm nhạc cho mọi người, không có phải mang thần thải của mình đến. Cho nên là em chỉ cần mặc áo thun lên sân khấu, kiểu đơn giản thôi cũng đủ là mọi người vui rồi. Nhiều người vẫn còn định kiến về DJ nữ chị. DJ nữ là phải sexy, hở hang. Theo chị được biết nha, một số bạn bè xung quanh á, mà khi mà họ đi vô những cái khu vui chơi như vậy á, thì cái việc mà một cô gái hở hang và một cái cô gái kín đáo nhưng mà ở trong môi trường đó thì họ lại có thu hút và chú ý hơn cái cô gái kín đáo. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em phải công nhận điều đó không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là em đủ tự tin để mang cái khác ở trong người mình ra, chứ không phải là cái vẻ bề ngoài. Em nghĩ vậy. Đối với em thì có ai là thần tượng của em ở trong cái bộ môn DJ này không? Dạ, em có thần tượng của một chị DJ nữ ở bên nước ngoài. Chị cũng găng hầu lắm. Chị ấy tên là Alison Wonderland. Và chị ấy rất là ngầu, nên em thích cái style của chị ấy. Và em đang có đang định hướng em đi theo style của chị đó luôn không? Hay là em sẽ có một cái style riêng của em? Dạ, em nghĩ là em nên có cái style riêng. Em chỉ học hỏi những cái gì đó hay ho của chị đó thôi. Nhưng mà để mà đi theo giống y chang như chị đó thì sẽ không. Em vẫn sẽ giữ cho mình một cái gì đó riêng. Ok. Vậy khi mà em quyết định em học DJ á, là khi năm đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó em vừa thi tốt nghiệp xong, vừa đi học đại học xong là chắc 18 tuổi. Khi mà em vừa tốt nghiệp lớp 12 thì đại học xong là em đã quyết định là em định hướng em theo con đường DJ, làm nhạc, nghệ thuật. Vậy thì khi mà em quyết định chọn cái việc đó thì phản ứng của gia đình đối với em như thế nào? Lúc đầu thì kiểu ba mẹ em cũng khá là lo sợ, kiểu dù sao đi học nó vẫn sẽ tốt hơn. Mà khi mà họ thấy những cái em làm, em chứng minh nhiều cái thì họ hiểu, họ tôn trọng cái sự quyết định của em. Em chứng minh được cho ba mẹ thấy rằng là nghề của em không có sai, con đường của em đi là chân chính. Bởi vì cái đồng tiền của em kiếm ra cũng là đồng tiền chân chính, chứ không có phải là thế này thế kia, đúng không? Vậy là bây giờ ba mẹ đã ủng hộ 100% cho em chưa? Dạ, ba mẹ em ủng hộ mà. Em hiểu những cái em đang, em may mắn là em cũng thuyết phục được. Chị thấy là em đang có một cái tâm huyết rất là lớn với cái niềm đam mê âm nhạc của mình, và cũng giống như là với cái nghề của em nữa. Vậy thì châm ngôn cuộc sống của em là gì đối với công việc này, đối với đam mê của em? Em cũng có thích cái câu là đời chỉ có sống được có một lần thôi, cho nên là em muốn thà là sống có đam mê còn hơn là không. Em được theo đuổi cái đam mê của mình đó là may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Tại vì em gặp rất là nhiều người, họ cũng hỏi, cũng nói em là trời, chị rất là thích DJ, chị rất là thích nhảy, nhưng mà chị không có làm được như em. Em thấy, em mới thấy những người đó họ không có được may mắn như em. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái tình hình dịch bệnh đang căng thẳng như thế này. Và nó cũng chính là nguyên nhân đầu tiên khiến cho em không thể nào mà được làm cái công việc em yêu thích nữa. Em thấy như thế nào, cảm xúc của em như thế nào khi mà em nghe những cái đó? Em thấy khá là sợ, khá là lo sợ. Lo lắng là sợ những người xung quanh của mình họ bị nhiễm bệnh, hoặc là những người mà mình không quen đi chăng nữa họ bị mắc bệnh hay gì đó, mất đi. Nó khá là đáng tiếc, khá là buồn. Em cũng kiểu đang gia đình của họ đang vui vẻ, nhưng mà có người mất thì nếu là em thì em chắc em sống cũng không nổi nữa. Nên là rất là sợ. Cho nên là em mới luôn luôn tuân thủ chỉ thị của nhà nước để ở nhà, không đi đâu. Gia đình em cũng không đi đâu, nếu mà có đi thì cũng chỉ đi chợ và sẽ
bịch khá là kỹ. Với lại gia đình em cũng có đi tiêm phòng hết rồi. Em có thể dành một cái lời nói nào đó, một cái lời động viên, một cái lời yêu thương gửi đến cho gia đình của mình cũng như là những khán giả đang xem chương trình được không? Em mong là gia đình em luôn được thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Em chúc sức khỏe cho tất cả mọi người đang xem chương trình, giữ gìn sức khỏe và yêu thương gia đình nhiều hơn. Một cô gái đã phải trưởng thành với những cái niềm đam mê của mình, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn 2 năm trước và bây giờ cô đã trưởng thành rồi nè. Bây giờ đã tiếp tục phải quay trở lại với cái công việc, với cái thời gian rảnh rỗi trong mùa dịch thì em có thể rút cho chị một bài học nào đó mà em cảm thấy là mình phải dựa vào bài học đó để chúng ta duy trì cái cuộc sống ở trong cái mùa dịch này không? Bài học mà em rút ra được trong những cái mùa dịch đó là phải sống tiết kiệm một chút. Nếu mà mình làm việc mà mình cứ có tiền xong mình cứ xài hết thì ví dụ như đợt dịch mà xảy ra thì mình cũng sẽ không có tiền xoay sở. Em rút ra được là mọi người phải sống tiết kiệm, biết quý trọng sức khỏe hơn. Em cũng cảm ơn Khánh An đã tham gia chương trình và chia sẻ cho quý vị chương trình Cà phê chưa được biết những cái điều rất là tích cực về cái đam mê của em nè, về con đường đi sắp tới của mình và cũng như là những cái điều tích cực trong mùa dịch hiện nay. Cảm ơn Khánh An đã tham gia chương trình nha. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người đã xem chương trình này. Em cũng chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, vui tươi. Sau cơn mưa thì trời đã sáng thôi, em nghĩ là mọi việc cũng sẽ trở về lại bình thường và tiếp diễn lại như bình thường thôi. Và mọi người cũng sẽ cố lên. Dạ, mọi người cố lên. Ok, nếu như vậy thì mọi người cũng phải cố lên, mà bé Khánh An cũng phải cố lên nữa nha. Chị rất là mong em có thể tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn và chắc chắn là phải thành công với những cái đam mê mà em đã chọn. Đừng bao giờ nản chí với cái đam mê của mình, bởi vọng rằng em có thể thành công hơn trên con đường mà em đã chọn. Cảm ơn chị. Đây, cảm ơn quý vị khán giả của chương trình Cà phê Trưa đã lắng nghe câu chuyện của DJ KZN Khánh An. Và thưa quý vị, thông qua những câu chuyện đó cùng với nguồn năng lượng tích cực và đầy nhiệt huyết của cô bé thì chúng ta có thể thấy được rằng là mặc dù trong mùa dịch chúng ta vẫn phải duy trì cuộc sống của mình nhưng không phải là dập tắt luôn cả đam mê của chúng ta nữa. Thì các bạn có thể lên những cái kế hoạch nè, những cái dự án sắp tới, những cái sản phẩm sắp tới cho bản thân mình. Cũng giống như là trong mùa dịch này các bạn cũng có thể tranh thủ học những ngoại ngữ mới, những sở thích mới hoặc là tạo cho mình một cái thói quen rất là tuyệt vời giống như là DJ KZN của chúng ta vậy đó. Bạn cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Cà phê Trưa là vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và App Net Love và sẽ phát lại vào lúc 12 giờ trên kênh YouTube Net Love vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần nha. Và Khánh Huy xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.